Rồi hai anh em thì lâu quá rồi thì mình không có gặp anh em trong những cái video về hướng dẫn về thủ thuật. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho anh em cách chuyển đổi từ cái giao diện Facebook mới thành lại cái giao diện Facebook cũ. Thì vừa rồi anh em thì Facebook nó có cập nhật lại cái giao diện trên desktop. Thì ngoài desktop cũng có trên mobile nữa, nhưng mà mình cái sự thay đổi rõ nhất đó chính là giao diện trên máy tính. Thì cái giao diện này theo đánh giá của nhiều anh em thì không có, nhiều anh em không cảm thấy thiện cảm lắm, có nghĩa là có nhiều cái chức năng mà nó không có được như yêu cầu cũng như là mong muốn của các anh em. Mình có cảm giác là giống như cái giao diện này nó giống như cái giao diện mobile phóng to ở trên giao diện của laptop vậy đó. Thì các cái phần giống như là lối tắt hoặc là những cái chức năng bên này nè, mình cảm giác như mình không có tiện sử dụng cho lắm, hoặc là mình không quen để sử dụng đó, nên là đôi lúc thì mình cũng muốn chuyển về cái giao diện cũ để có thể sử dụng thoải mái hơn. Thì nhưng mà mình không biết làm sao, thì mình sẽ trong hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để có thể là chuyển đổi từ cái giao diện mới trên Facebook này trở lại cái giao diện cũ như ban đầu mà chúng ta đang xài nhé. Rồi thì anh em đầu tiên ra ngoài Google giùm mình, các anh em cài giùm mình cái một cái add-on nó có tên là Olayout. For Facebook đó, thì các bạn anh em lướt vào đây giùm mình nha, vào cái chỗ mà Google Chrome này nè. Rồi sau đó thì anh em bấm vào thêm vào Chrome, có nghĩa là thêm, chúng ta thêm cái tiện ích này vào trong cái trình duyệt của mình, trình duyệt Chrome mình đang sử dụng. Rồi sau khi thêm xong á thì anh em ra ngoài, anh em chọn cho mình cái chỗ dưới này, anh em ra ngoài nha, vào lại Facebook. Sau đó anh em sẽ thấy cái chỗ mà All Layout for Facebook, cho anh em kích hoạt lên giùm mình. Rồi sau khi kích hoạt xong, anh em bấm vào cái chỗ là Wish to All Layout, có nghĩa là chúng ta chuyển cái giao diện này trở về cái giao diện cũ. Bấm vào OK nha. Rồi như vậy là mình đã có thể chuyển được từ cái giao diện mới thành lại cái giao diện cũ nè các anh em. Đó thì cái này mình có thể thoải mái sử dụng, và cái add-on này mình cứ kích hoạt nó bình thường như thế này ha, thì tự động nó sẽ chuyển đổi cái giao diện của mình thành lại cái giao diện cũ như ban đầu luôn. Chúng ta khỏi cần mất công là mỗi lần vào thì chúng ta chỉnh thì nó lại mất thời gian hơn. Rồi thì cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Nếu mà cảm thấy hay, các anh em có thể để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Rồi cảm ơn anh em.